thi đồng diễn thể dục giữa giờ qua video clip nhân kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 do Liên đoàn Lao động quận Gò Vấp phát động nhằm đưa tới thông điệp tăng cường sức khỏe, nâng cao năng suất lao động và làm việc. Cuộc thi lan tỏa những lợi ích tích cực, hình thành thói quen tập thể dục thể thao, đồng thời gắn kết để mọi người cùng nhau nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và mục tiêu năm 2024. Chúng tôi, những đoàn viên công đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư địa ốc thành phố Cityland Group đã cùng nhau sôi nổi và hào hứng rèn luyện thể dục thể thao để gửi gắm những giá trị tốt đẹp, tạo ra sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của Cityland Group trong hành trình mới.
dâng cao ơi, cùng vượt qua bao nhiêu gian lao, đi xây đắp những công trình xa, nhà nhà cao vươn cao vươn cao, City Land chúng tôi tự hào. City Land hành trình của chúng tôi đi muôn nơi, dựng nhà mới cho đời. City Land mang trái tim khát vọng nào bên nhau cùng tìm tới tương lai. City Land cùng thành phố vươn xa, qua bao năm tự hào mãi trong ta, cho hôm nay niềm tin của mọi nhà. Công đoàn Cityland tự hào vì có những công đoàn viên đoàn kết, gắn bó, sẵn sàng đồng hành vượt lên mọi thử thách, tận tâm cống hiến, chia sẻ niềm vui. Cityland kiến tạo cuộc sống thịnh vượng.